Quý vị và các bạn thân mến, đây là khu vực địa phận xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh và khu vực chợ đường đấy mọi người. Bây giờ thì người dân và các anh chị em công nhân đang bắt đầu trong giờ đi làm. Đó, bắt đầu đến công ty và đến công sở đi làm. Một cái con đường rất là quen thuộc của quê hương Nam Định. Và nếu như ai lên thành phố ở những cái huyện Xuân Trường, Hải Hậu và Giao Thủy, rồi cả đầu của huyện Trực Ninh, đi lên thành phố thì sẽ đi qua con đường này. Nhìn chung thì con đường cũng tương đối rộng nhưng mà vẫn chưa đủ đáp ứng để mà mọi người lưu thông được nhanh để lên thành phố. Vẫn có những cái đoạn nó như một cái nút thắt cổ chai vậy mọi người. Chỉ vào những ngày cuối tuần thôi thì những cái con đường như thế này mọi người sẽ thấy là cái việc mà lưu thông nó sẽ chậm chạp và chỉ đi tốc độ tầm 50, 40, 60 thôi mọi người. Nó sẽ rất là khó khăn, không đi nhanh được. Gió biển đang mường tượng rằng đến một cái con đường ở Hưng Yên. Đó. Và bây giờ thay đổi rất là lớn rồi, bây giờ lấy như cao tốc rồi mọi người. Đấy, ngày trước các bạn đi lên Hà Nội đi từ cầu Hưng Hà đi thẳng lên nối Gia Lâm của Hà Nội đấy thì sẽ đi với cái dòng xe cộ rất là dày đặc và gần như mình không thể đách lên được, đi rất là chậm. Và bây giờ thì trở lại Nam Định thì chúng ta đang có một cái tầm nhìn, đang có một cái con đường cũng có cái định hướng gần như một cái con đường tại Hưng Yên vậy. Đó là con đường Nam Định Lạc Quần. Nó sẽ mở lối và nó sẽ giảm tải cho cái con đường mà gió biển đang đi đây rất nhiều. Và sau này chúng ta có một con đường mới sẽ không muốn đi lại những cái con đường này. Sau này những con đường này chỉ là cái con đường mà hình ảnh của quê hương tại Trực Ninh rồi Nam Trực đó, thì chúng ta sẽ đi con đường nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian, chi phí hơn để chúng ta có thể phát triển kinh tế tốt hơn. Người ta nói là thời gian là bạc, vàng là bạc, là đúng đó thưa quý vị. Giờ thì gió biển đã tới, vẫn chưa qua xã Liêm Hải mọi người ơi. Đó, vẫn là xã Liêm Hải luôn. Một đoạn nữa thì sẽ tới Ngặt Kéo. Còn ở đây thì là nghĩa trang liệt sĩ xã Liêm Hải. Và những cái thay đổi ở đây thì cũng không lớn. Mọi người thấy là nó phát triển rất là âm thầm, bình lặng thôi. Thậm chí ở đây không thể phát triển bằng một số xã ở huyện Hải Hậu được, vì ở đó nó có những cái nguồn thu ngoài đại dương nhiều hơn. Đó, công nhân đi làm thì rất là đông mọi người ạ. Bây giờ thì đường mới được xây dựng rồi, các khu công nghiệp mới và các công ty mới được đầu tư dọc theo các con đường mới thì giúp cho người dân có công ăn việc làm nhiều hơn. Cũng có một số bác bảo rằng là làm công nghiệp thì hỏng hết nông nghiệp. Thực ra thì nếu biển nhớ vào những cái thời điểm 2006-2007, để mà tìm được một công việc chúng ta phải đi xa quê hương, đi rất là xa mới có thể xin được những cái công việc làm công nhân hoặc là đi lao động gì đó. Nhưng đến nay thì đã khác rất nhiều rồi, 25 thay đổi nhiều. Và trên chính quê hương chỉ sợ các bạn không có tay nghề giỏi, còn nếu mà có tay nghề thì ở Nam Định rất là nhiều làng nghề rồi công ty
cũng rất là đầy đủ, được phân bố càng ngày càng đồng đều. Tuy nhiên về cái việc mà ở Nam Định không nhiều khu công nghiệp được đầu tư, đó chính là cái vấn đề chưa được đầu tư về đường xá. Thứ nữa là không thuộc những cái đường trục chính như cao tốc, rồi thông ra những cái thành phố lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh. Nên là chúng ta đang bị vào những cái thời điểm trước, Nam Định gần như bị ngủ yên và phát triển kinh tế nó chậm trễ. Cũng nhiều người nói rằng thành phố Nam Định gần như một thành phố chết. Nhiều là điều đó cũng phản ánh lên một cái điều thực tế, khi mà không được đầu tư nhiều về 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 thành phố Nam Định. Nhưng mà đến nay vào thời điểm 2024 thì chúng ta cũng phải rất là tin rằng là Nam Định sẽ có những cái bước tiến mới, khi mà những cái cầu đang được kết nối những cái kênh nhịp dòng sông, rồi giúp cho phát triển kinh tế biển, kinh tế đa vùng đó. Các huyện đều có những cái con đường kết nối rất là tốt với nhau, và kênh đào tại Nghĩa Hưng cũng giúp kết hợp phát triển song song giữa đường thủy và đường bộ đó. Và đây là cái cảnh công nhân tại công ty giày Amala tại khu vực cầu Hồ Tỉnh rất là đông mọi người ạ, một cái cảnh quen thuộc đời thường của địa phận huyện Chứng Ninh. Rồi ở đây thì xe buýt cũng rất là nhiều đó. Ở đây là thiết kế một cái đèn xanh đèn đỏ cho an toàn giao thông, cũng là một cái nút giao thông rất là đông, nên là có cái đèn tín hiệu là yên tâm và an toàn hơn rất là nhiều. Và video clip này thì Gió Biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.